Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thanh Hóa triển khai kế hoạch phát triển cây ăn quả. Ấn tượng xứ Thanh trong lòng du khách. Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mở đầu bản tin sáng nay là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo Bộ Tài chính, dự kiến năm 2022, số tiền hỗ trợ doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh sẽ vào khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được gia hạn, miễn giảm là gần 40 nghìn tỷ đồng. Kết quả tích cực từ phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước đã giúp củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 30 quốc gia bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm. Riêng Việt Nam, tổ chức S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định và là một trong hai nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay. Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho thấy, tháng 6 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 24.214 tấn tiêu. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 100,4 triệu đô la Mỹ. So với tháng 5, lượng tiêu xuất khẩu tăng 10,4%, kim ngạch tăng 1,7%. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 5.136 tấn. Tuy nhiên, nhập khẩu của Mỹ giảm 11,2% so với tháng 5. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đánh giá, do ảnh hưởng của lạm phát kinh tế toàn cầu, nên hầu hết thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam đều giảm lượng nhập khẩu. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước đạt mức 4.546 đô la Mỹ một tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này giúp kim ngạch xuất khẩu tiêu vẫn tăng trưởng, mặc dù lượng giảm 19%. Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thời điểm hiện tại, giá hồ tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay. Việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa khẩu biên giới đất liền đã ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu tiêu sang thị trường này. Theo thống kê của các ngân hàng thương mại, tỷ lệ nợ xấu của tàu cá xa bờ đóng theo chính sách của Nghị định 67 lên tới 67,2%, tương đương gần 6.400 tỷ đồng. Nguy cơ này vẫn có thể tăng cao hơn do giá xăng dầu tăng, tàu phải nằm bờ. Nhiều ngân hàng đã bán thanh lý tàu vỏ thép để thu hồi nợ, với giá chỉ bằng 10% so với giá trị ban đầu. Nhưng tàu cá là một mặt hàng mang tính đặc thù nên rất ít người mua. Nhiều chủ tàu đã bị ngân hàng khởi kiện. Theo lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, bên cạnh những yếu tố khách quan như nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, nguyên nhân của tình trạng này còn đến từ sự chủ quan của người dân. Rất nhiều chủ tàu coi chính sách theo Nghị định 67 là chính sách hỗ trợ của nhà nước, chứ chưa nhận thức rõ đây là khoản vay tín dụng của ngân hàng thương mại mà chủ tàu phải trả. Để tháo gỡ phần nào khó khăn cho tàu 67, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế với các chính sách như cho phép chuyển đổi chủ tàu, tiếp tục hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ bảo hiểm tàu cá. Sáng ngày 8 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban triển khai kế hoạch phát triển cây ăn quả năm 2022 và thực hiện đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tính đến tháng 6 năm 2022, Thanh Hóa có trên 23.300 ha cây ăn quả, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 18.000 ha, sản lượng từ đầu năm đến nay ước đạt 125.000 tấn, chiếm hơn 40% cả năm. Chủ lực là nhóm cây có múi, dứa, chuối, nhãn, vải. Đến thời điểm này, đã có 16 sản phẩm cây ăn quả được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Thực tế, việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đều tăng cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Giá trị cây ăn quả được nâng lên, hàng năm đều vượt mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, tại các địa phương, diện tích sản xuất cây ăn quả vẫn còn manh mún phân tán, vùng sản xuất tập trung mới chỉ đạt 1/3 diện tích. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến còn hạn chế, chưa hình thành được nhiều các chuỗi giá trị khép kín, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong chế biến tiêu thụ cây ăn quả còn ít. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp để thực hiện đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó diện tích trồng mới năm 2022 là 1.500 ha. Theo đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra soát quy hoạch, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển cây ăn quả tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị, tập trung đổi mới, tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác, liên kết, liên minh giữa doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân trong sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với đó, xây dựng và triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất ăn quả, đảm bảo tiêu chuẩn để áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất quy mô lớn, đồng thời tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng nhà máy chế biến trái cây nhằm phát triển cây ăn quả bền vững, mang lại giá trị thu nhập cao. Sáng ngày 8 tháng 7, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân đã tổ chức thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại hồ Cửa Đạt. Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã tham gia hoạt động thả 2 tấn cá nước ngọt truyền thống như chấm, trôi, mè, chép xuống lòng hồ Cửa Đạt. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của tổ chức cá nhân để cùng chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Qua đó tuyên truyền cho người dân nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm trong công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hạn chế các hoạt động tiêu cực tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nhất là việc khai thác thủy sản bằng sung điện, lưới mắt nhỏ, làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, đồng thời tạo sinh kế và tăng thu nhập đáng kể cho người dân làm nghề khai thác thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng thay đổi đã và đang đặt ra yêu cầu chuyển đổi số trong kinh doanh thương mại. Tại Thanh Hóa, nhiều đơn vị kinh doanh thương mại đã và đang từng bước áp dụng việc chuyển đổi số, xem đây là chìa khóa quan trọng giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Livestream bán hàng trực tiếp qua Facebook, đẩy mạnh bán hàng online qua các website thương mại điện tử là những hoạt động thường xuyên được đơn vị kinh doanh thời trang này thực hiện nhằm tăng tương tác với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, rất nhiều giải pháp công nghệ cũng được đơn vị áp dụng như các phần mềm quản trị bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt hệ thống camera giám sát tự động. Việc triển khai các giải pháp số hóa đã đem lại nhiều lợi ích cho đơn vị. Đầu tiên là về việc quản trị. Mình có thể không có mặt tại cửa hàng nhưng mà mình vẫn có thể theo dõi được về doanh số bán hàng, cập nhật được khách hàng. Và ngay cả cái việc mà chuyển đổi số cũng với việc giúp với cái việc thanh toán của khách hàng nó tối ưu hơn rất là nhiều. Ngoài ra khi mà mình sử dụng thương mại điện tử thì mình cảm thấy là tiếp cận rất là nhiều và thậm chí không chỉ là trong nước mà thậm chí là còn cả ra nước ngoài nữa. Chuyển đổi số trong kinh doanh thương mại là việc chuyển đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang môi trường số trong từng khâu, từ quản lý, bán hàng, tiếp cận khách hàng đến thực hiện mua bán, thanh toán hàng hóa. Tại Thanh Hóa, các đơn vị kinh doanh thương mại đang từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển thương mại điện tử, mua bán, quảng cáo trực tuyến, dịch vụ gọi xe công nghệ, gắn mã QR sản phẩm, sử dụng ví điện tử, thanh toán trực tuyến. Theo Sở Công Thương, đến nay, 50% doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã có website riêng để thông tin và quảng bá sản phẩm, 35% doanh nghiệp tham gia cung ứng các sản phẩm hàng hóa trên mạng Internet, 70% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán bằng thẻ và ví điện tử. 10% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh như phần mềm bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số. Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều cái phần mềm công nghệ số trong việc kinh doanh. Cụ thể là cái phần mềm quản trị doanh nghiệp. Cái thứ hai là sử dụng các hệ thống trang web, fanpage và các trang thương mại điện tử để phục vụ cho việc mở rộng thị trường, kết nối giữa khách hàng và các đối tác. Vậy này chúng tôi đã có những cái đối tác là trong nước và ngoài nước. Đấy, từ đó xây dựng cái sự tương tác giữa khách hàng với lại doanh nghiệp và đem lại cái uy tín trong doanh nghiệp. Nhờ cũng chuyển đổi số, tham gia mã QR code này, từ các truy xuất tem truy xuất nguồn gốc này, thì mình thấy khi như thế thì khách hàng người ta sẽ tin tưởng hơn và người ta biết được nắm bắt được sản nguồn sản phẩm của mình là từ nơi xuất xứ, quy trình sản xuất và từ đấy là cái doanh thu của mình bán hàng ở trên trang thương mại điện tử nó rất là tốt. Nó chiếm thị phần đến mình khoảng tầm xấp xỉ 70% về tổng doanh thu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, hướng tới phát triển nền kinh tế số, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng và công tác quản lý, tập huấn chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Có trên 2.000 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hướng dẫn các nội dung về chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. 100% doanh nghiệp có website được cập nhật đầy đủ thông tin về giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Gây nuôi các loài động vật hoang dã là một trong những biện pháp nhằm bảo tồn nguồn gen, giúp mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân.
Tuy nhiên, thời gian qua đã có một số cơ sở lợi dụng nuôi nhốt động vật hoang dã, đưa động vật hoang dã săn bắt, khai thác ngoài tự nhiên vào nhập chuồng nhằm hợp thức hóa động vật hoang dã, thu lợi bất chính, dễ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện để các cơ sở gây nuôi hoạt động đúng quy định, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã và đang tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, lực lượng kiểm lâm các địa phương và cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ, xử lý 12 vụ nuôi nhốt động vật hoang dã không đúng quy định. Trong đó, có 4 trường hợp gây nuôi nhốt động vật bắt từ tự nhiên không khai báo. Để tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả công tác quản lý hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã, ngoài các quy định đã triển khai, hàng tháng, cán bộ ở 27 hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã tăng cường bám địa bàn xuống các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã để kiểm tra, kiểm soát, thu thập thông tin liên quan đến biến động về đàn, tình hình gây nuôi, các cá thể để quản lý chặt số lượng, qua đó hạn chế tối đa tình trạng vi phạm trong nuôi nhốt động vật hoang dã. Các hộ đến đăng ký nuôi thì hạt kiểm lâm đã hướng dẫn làm phương án theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là thường xuyên chỉ đạo cái kiểm lâm địa bàn và kiểm lâm địa bàn thường xuyên xuống để hướng dẫn. Đối với các cái hộ nuôi động vật quý hiếm thì phải làm các cái đảm bảo về an toàn cho con người. Thứ hai là dịch bệnh. Có một số hộ là nuôi nhốt là các loài rắn. Khi mà các hộ đó còn đang không thực hiện đảm bảo đúng theo những các cái quy định của pháp luật, ví dụ như về chuồng trại và các thứ không đảm bảo, thì có thể dẫn đến là các loài rắn mà nuôi có thể là sống ra ngoài và sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng cho con người. Thành là có tổ liên ngành để mà tuyên truyền đấy, mà hướng dẫn cho các hộ tham gia nuôi nhốt là thực hiện ký cam kết ở trên địa bàn, thực hiện đúng theo cái quy định của pháp luật. Đồng thời là tăng cường cái công tác là tuần tra kiểm tra để mà nhằm để phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 153 hộ, cơ sở gây nuôi, 22 loài động vật hoang dã, với số lượng gần 11.500 cá thể, chủ yếu là các loại động vật hoang dã như hổ, rắn hổ mang, rắn giáo châu, chăn, rùa câm, rúi. Vì vậy, nếu không quản lý, xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo an toàn, những loại động vật này sổng ra ngoài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Đáng lưu ý, trong đó có nhiều loại động vật hoang dã mang mầm bệnh có thể lây sang người. Bản tin sáng nay tiếp tục với những thông tin khác. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 thông qua, giá test nhanh COVID-19 mẫu đơn chưa bao gồm sinh phẩm chỉ 11.200 đồng, xét nghiệm PCR mẫu đơn chỉ 212.700 đồng. Theo quy định mới, loại xét nghiệm có giá cao nhất là 212.700 đồng đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR, xét nghiệm xác định. Trong đó, phí lấy mẫu bảo quản bệnh phẩm là 45.400 đồng và phí thực hiện xét nghiệm trả kết quả là 167.300 đồng. Ngoài ra, mức phí xét nghiệm xác định trong trường hợp lấy mẫu gộp 5-10 mẫu tại thực địa, phòng xét nghiệm sẽ dao động từ 62.500 đồng đến 112.500 đồng. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành nghị quyết nhằm tạo sự đồng bộ giữa giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cả hai trường hợp thuộc và không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Ngoài ra, với mức giá này, ngân sách nhà nước có cơ sở thanh quyết toán chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương của dịch vụ xét nghiệm. Do thời tiết nắng nóng liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua làm mức tiêu thụ điện tăng cao, hệ thống điện miền Bắc xuất hiện tượng dao động điện áp gây gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của một số khu vực miền Bắc, trong đó có Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong những ngày nắng nóng, Điện lực Thanh Hóa đưa ra một số khuyến cáo. Đối với trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, đảm bảo giảm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025. Các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thương mại, tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm tối của hệ thống điện. Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong các khung giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và khuyến cáo luôn để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ. Thời tiết miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao khiến mỗi người có những cách chống nóng khác nhau như sử dụng điều hòa, tắm nước lạnh. Chống nóng sai cách, nhiều người bị liệt dây thần kinh số 7. Nguy hiểm hơn, không chỉ người lớn mà trẻ em
chỉ mới 1 đến 2 tuổi cũng gặp phải tình trạng này. Một bệnh nhân tại Hà Nội vừa nhập viện do bị liệt dây thần kinh số 7 với biểu hiện một mắt không nhắm được, miệng lệch sang một bên, cũng chỉ vì thói quen sử dụng điều hòa sai cách. Theo thống kê trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến liệt dây thần kinh số 7. Hầu hết là do người dân mắc sai lầm khi tránh nóng. Tuy nhiên, nhiều người không được phát hiện và điều trị sớm, dẫn tới ảnh hưởng đến thẩm mỹ và di chứng về sau. Do đó, để tránh liệt dây thần kinh số 7, người dân không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp và để thẳng quạt hay điều hòa vào người. Hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã phát động cuộc thi bổ ích này trên địa bàn toàn tỉnh và tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Thư viện tỉnh đã nhận được hơn 50.121 bài thi, trong đó có 50.050 bài thi viết, 15 bài dự thi bằng hình thức quay video clip và 56 bức tranh đến từ hơn 245 trường học trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi năm nay có chủ đề chia sẻ về một cuốn sách yêu thích khiến bạn thay đổi tích cực. Là một đề tài thiết thực và gần gũi nên cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Nhiều bài dự thi có sự đầu tư kỹ lưỡng, sáng tạo bằng các hình thức sinh động hấp dẫn như quay clip, vẽ tranh, chụp ảnh, làm mô hình minh họa, đáp ứng đúng yêu cầu của ban tổ chức đưa ra. Kết thúc vòng sơ khảo, ngày 7 tháng 7 năm 2022, ban giám khảo đã lựa chọn được 18 bài dự thi xuất sắc gửi tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội, dự kiến trao giải vào cuối tháng 10 năm 2022. Có thể nói chưa bao giờ du lịch tỉnh Thanh Hóa ghi nhận mức tăng trưởng đột phá như hiện nay với gần 7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022, bằng gần 70% kế hoạch của cả năm. Thanh Hóa một lần nữa khẳng định vị trí top đầu về thu hút khách du lịch trong 63 tỉnh thành của cả nước. Để đạt được kết quả đó, ngành du lịch đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh, ghi dấu ấn tượng về xứ Thanh trong lòng du khách. Thác Mây, huyện Thạch Thành là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch 4 ngày tại tỉnh Thanh Hóa của gia đình bà Phạm Thị Huệ ở thành phố Hải Phòng. Sau hàng loạt các điểm du lịch đã dừng chân như biển Sầm Sơn, khu di tích Lam Kinh, suối cá Cẩm Thủy, các thành viên trong gia đình bà Huệ đều rất hài lòng bởi trong ấn tượng của mỗi người, các điểm du lịch của Thanh Hóa đều tràn ngập màu xanh, mát mẻ, thoáng đãng, trong lành, thích hợp để giải nhiệt cho mùa hè. Thanh Hóa rất là nhiều điểm thú vị, không như mọi năm. Mọi năm là bà cũng đi nhưng mà nó không, năm nay nó khác hẳn. Ăn đồ cũng rất là ngon, tận tình là rất là vui vẻ. Các cháu là ngày nghỉ hè là nó vui lắm, nó nghỉ hè là nó bỏ đi ở đâu chứ không thích bằng về đây. Còn gia đình chị Ánh Huyền đến từ thành phố Hà Nội lại lựa chọn biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn là điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày của gia đình mình. Bởi với các thành viên trong gia đình chị, đây là điểm đến mới, có cung đường thuận lợi, chi phí sinh hoạt phải chăng, bãi biển đẹp, an ninh tốt. Theo thông tin thì là một cái bãi biển khá là mới và khá là sạch sẽ, cũng như là an ninh rất là tốt. Thì Huyền tìm tới đây, thì Huyền đã tìm lựa chọn Hải Hòa là điểm đến. Thấy cái không gian rất là tuyệt vời và đã thấy vui, đã thấy rất là happy ở cái vùng đất này rồi. Cùng với những khu du lịch biển nổi tiếng, những điểm đến văn hóa lịch sử tâm linh của Thanh Hóa cũng thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm như khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, suối cá thần Cẩm Lương. Để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và thích ứng với xu thế mới, nhiều khu di tích còn ứng dụng công nghệ cao vào trong hoạt động. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng cũng đang ngày càng chứng minh được sức hút đối với du khách, dần khẳng định là sản phẩm thế mạnh của du lịch Thanh Hóa. Với việc ưu tiên đầu tư các điểm đến du lịch mới, hạ tầng, nhân lực, tổ chức các dịch vụ kết nối các tour tuyến du lịch đã hình thành nên các điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn như bản Năng Cát, Lang Chánh, bản Hiêu, bản Đôn, Bá Thước, bản Hang, Quan Hóa, bản Ngàm, Quan Sơn. Ngoài ra, nhiều sản phẩm du lịch bổ trợ cũng được các địa phương, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, đưa vào công bố phục vụ khách du lịch như tour ngược xuôi sông Mã, tuyến du lịch làng cổ Đông Sơn, khu du lịch động Kim Sơn Vĩnh Lộc, làng du lịch Yên Trung Yên Định cũng được đông đảo du khách lựa chọn và đánh giá cao. Gia đình em cũng tổ chức đi du lịch ở các nơi giống như thể là bản Hang, Phú Lệ này và thấy không khí ở trên đây rất là trong lành, thoải mái và cảm thấy cuộc sống nó yên tĩnh và nó giúp cho mình cảm giác nó được thư thái.
Mình cũng thấy là ở Sầm Sơn ấy, cái giá cả phòng viết rồi thì dịch vụ ăn uống vừa phục vụ tốt mà giá phòng các thứ là cũng là rẻ so với mọi nơi ấy ạ. Mà thực ra là nó rất là đông, thế nhưng mà đến đây là không khí nó cái nó vui nhộn đấy, nó không như chẳng hạn như những cái bãi biển mới mở ấy thì nó hơi ít cái dịch vụ ấy, nên là em cũng vẫn sẽ chọn Sầm Sơn ạ. Không chỉ dừng lại ở các loại hình du lịch truyền thống, Thanh Hóa còn là địa phương đi đầu trong việc phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng, du lịch xanh và các loại hình du lịch mới như camping, cắm trại, farmstay, du lịch nông trại, du lịch bên suối, phù hợp với thị hiếu, xu hướng thị trường trong tình hình mới. Có thể hình dung, bất cứ địa điểm nào trong lành, yên bình, phong cảnh đẹp đều được phát triển thành điểm dừng chân để thu hút du khách. Đáng nói là cách làm du lịch này tưởng chừng khá đơn giản, phần nhiều là tự phát nhưng lại khiến du khách rất thích thú. Và điều đó một lần nữa cho thấy, không chỉ chính quyền, doanh nghiệp mà mỗi người dân đều nhận thức rõ ràng về những ưu điểm mà ngành công nghiệp không khói này mang lại, qua đó tích cực hưởng ứng, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế trọng điểm. Mình lên mạng tìm thấy thông tin của homestay Bỏ Phố Về Rừng và chúng mình đã quyết định là cùng với gia đình đến đây để cùng trải nghiệm. Và mình cảm thấy thực sự là bất ngờ bởi vì là ở đây không khí rất là trong lành và đúng thực sự là mình được hòa mình với thiên nhiên, bởi vì là mình được ăn uống, giao lưu và sinh hoạt ngay tại gần suối. Để thu hút được lượng khách lớn đến với Thanh Hóa, bên cạnh sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn thì phải kể đến dịch vụ du lịch tại mỗi điểm đến ngày càng được quan tâm đổi mới. Cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Việc xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa an toàn thân thiện với du khách được xác định là một trong những yếu tố cốt lõi để phát triển du lịch bền vững. Huyện đã tích cực tuyên truyền đến các cái ban quản lý khu điểm du lịch cũng như là các cái hộ kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn để làm sao mà tạo được cái hình ảnh thân thiện, mến khách. Huyện cũng đã rất là tăng cường cái công tác quản lý nhà nước, kiểm tra cái việc chấp hành trong các cái hoạt động về kinh doanh du lịch. Và nếu như mà phát hiện những các cái trường hợp, các cái hộ kinh doanh mà bán hàng với cái giá cao hoặc là chèo kéo khách hoặc những các cái hoạt động hình ảnh mà nó không đẹp thì huyện sẽ tăng cường nhắc nhở và chấn chỉnh. Chúng tôi tập trung vào phát triển về hạ tầng bao gồm là mở thêm các nhà hàng, mở rộng các quy mô khách sạn cũng như là các phân khúc để có thể đáp ứng cho khách hàng. Những dịch vụ vui chơi giải trí chúng tôi tập trung vào các cái dịch vụ thể thao nước, các bể bơi trong nhà, hệ thống 150 bể bơi của FLC Sầm Sơn vẫn đang hoạt động hết công suất trong mùa hè vừa rồi. Đồng thời những hoạt động bên bờ biển như là kayak, thuyền kayak, cano, lướt sóng cũng đang được chúng tôi đưa vào vận hành trong mùa cao điểm năm nay. Với xu hướng du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn thì Thanh Hóa là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách. Bởi đến với Thanh Hóa, du khách có thể tham quan trải nghiệm đa dạng sản phẩm. Đặc biệt với lợi thế về thị trường khách du lịch nội địa, cộng thêm vị trí giao thông thuận tiện để kết nối với các thị trường trọng điểm, nên Thanh Hóa thu hút đông đảo lượng khách trong thời gian qua cũng là điều dễ hiểu. Mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 440.000 lượt khách du lịch quốc tế. Tổng thu du lịch đạt 18.000 tỷ đồng trong năm 2022 mà tỉnh Thanh Hóa đề ra là hoàn toàn khả thi. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển có hệ thống, các sản phẩm du lịch mới, du lịch bổ trợ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư tổ hợp du lịch nhằm hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp, có tính cạnh tranh cao, thu hút khách du lịch, tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, đáp ứng xu hướng phát triển du lịch hiện đại. Mùa hè nóng bức khiến tình trạng sử dụng rượu bia tăng cao, kéo theo tình trạng vi phạm nồng độ cồn gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tập trung ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Thực hiện chuyên đề kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn của Cục Cảnh sát Giao thông cũng như ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, thông tin đại chúng, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý, cán bộ cảnh sát giao thông cũng giải thích rõ cho người dân nắm được các quy định pháp luật, qua đó tự giác chấp hành nhằm đảm bảo sức khỏe tính mạng cho mình và cho những người tham gia giao thông khác.
Tôi lái xe là chấp hành đầy đủ, không bao giờ uống rượu bia khi tham gia giao thông. Mình cũng thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước để không gây tai nạn cho mình và người khác. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bố trí các tổ tuần tra vào thời điểm sau bữa ăn gần các quán xá để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, chỉ trong vòng nửa tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 250 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt gần 900 triệu đồng. Thực tế, số liệu này cho thấy tình trạng vi phạm nồng độ cồn đang có chiều hướng tăng, nhất là những ngày hè. Lực lượng giao thông chúng tôi trên tinh thần là vẫn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và tham mưu giám đốc chỉ đạo các đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố và đặc biệt lực lượng giao thông cấp phòng tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch 53 của Bộ Công an và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm về sử dụng nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. Thực tế, sau gần 2 năm nâng cao mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100, không ít người dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan, không như thời điểm đầu thực hiện, dẫn đến vi phạm càng tăng. Để ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kết hợp xử lý triệt để vi phạm, tạo sự răn đe, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, hạn chế va chạm và tai nạn xảy ra do sử dụng rượu bia. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.